Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống hàng ngày á, ngoài con người khỏe mạnh, ai cũng muốn mình khỏe cái thân và đồng thời khỏe cái tâm. Ai cũng mong muốn điều đó, gọi là thân tâm thường an lạc. Thường nghĩa là không có vắng mặt. Mà muốn có an lạc á, thì mình phải biết tu dưỡng, chứ không phải tự nhiên nó có được. Người không có tu dưỡng á, thì không thể nào có được sự an lạc hay là an ổn của thân và tâm. Chữ tu là gì? Chữ tu nghĩa là chỉnh sửa. Ví dụ như mình ăn uống không có giờ giấc thì bao tử nó hay bị rối loạn, có thể bệnh bao tử. Thì bây giờ mình phải chỉnh lại cái cách ăn uống của mình, thí dụ vậy. Hoặc là mình ăn dầu mỡ nhiều quá, nó đâm ra nó béo phì hay là nó khó tiêu, thì mình phải chỉnh lại cái cách ăn của mình, thì có gọi là tu. Tu nghĩa là mình sửa cái cách sống của mình lại. Có thể mình còn trẻ đó thì nó lướt được hết á. Thí dụ như hồi trẻ đó, mình ăn đồ nguội, ăn đồ lạnh, ăn gì cũng sao hết. Nhưng mà khi bắt đầu có tuổi một chút rồi, cái giờ ăn mấy cái lạnh vô cái nó khó tiêu, phải ăn đồ nóng. Hay là hồi đó mình ăn cay rất là nhiều, nhưng mà giờ sau một thời gian bệnh, bây giờ bác sĩ không cho ăn cay nữa. Hay là mình hút thuốc nhiều quá, bây giờ cái phổi mình nó hư rồi, thì mình phải tu cái đó lại, là sửa lại làm sao chỉnh cái cách sống để cho cái lá phổi mình nó được ổn. Là mình nhậu nhiều quá, bây giờ cái gan mình nó tiêu rồi, mà nếu mình không có biết chỉnh sửa thì cái gan mình nó sẽ mau tiêu, mà nó tiêu dên tiêu đời luôn. Thì kêu gọi là tu. Tu nghĩa là mình chỉnh sửa, sửa cái cách sống, sửa cái cách sinh hoạt của mình lại. Chữ dưỡng là gì? Dưỡng là mình điều dưỡng, mình nuôi nó lại. Ví dụ như hồi đó đó, mình sáng nào mình cũng có thể sáng ra là mình uống rượu rồi, hoặc là mình uống cà phê nhiều quá. Mà giờ nói chung là cái gì nhiều cũng tốt. Thì mình phải quân bình nó lại. Thì sáng cái mình tập uống nước ấm, uống nước lọc, nước ấm để nó thải độc trong người. Rồi mình bắt đầu mình uống nước trái cây, uống nước rau củ, thí dụ vậy. Tức là làm sao để cho mình thân và tâm của mình, cái thân mà nó khỏe được á, thì cái tâm hồn mình nó làm sao? Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng lắm, tại vì mình biết sức khỏe mình tốt. Nhưng mà ngược lại, nếu mà cái thân mình không khỏe thì cái tâm mình nó lo rầu theo. Rồi bây giờ nói tới cái tâm. Cái tâm thì nó đâu có ăn uống vậy được. Cái tâm nó phải có thức ăn của nó. Tức là cái cách mình tiếp xúc mỗi ngày, cái cách của mình suy nghĩ mỗi ngày. Nếu mình suy nghĩ tiêu cực nhiều quá, lo lắng, rầu buồn nhiều quá, thì mỗi ngày cái tâm mình nó sẽ bị, nó bị tổn thương, nó bị bệnh. Là do mình suy nghĩ, lo lắng. Có nhiều cái chuyện nó không đâu vào đâu hết, mình cứ lo lắng hoài, thì nó làm cho cái tâm hồn mình nó suy nhược. Suy nhược là nó yếu kém. Cho nên nó nói cho cùng thì ai cũng muốn mình được cái thân và cái tâm nó khỏe. Nhưng mà có cái điều là chúng ta chỉ muốn thôi, chúng ta không có làm gì để cho nó khỏe hết. Thì cái này nó không đúng. Muốn cái gì phải làm đấy. Cho nên cái chuyện mà mình cầu nguyện đó, quá sai. Cầu nguyện tức là mình nói lên cái ước nguyện của mình. Thấy không? Phật ơi, Phật cho con được bình an, Phật cho con khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc. Nhưng mà cái quan trọng là mình làm gì để gia đình mình hạnh phúc. Mình làm cái gì để thân tâm mình được khỏe mạnh. Cho nên mình đọc kinh. Mình đọc kinh không phải là mình trả bài với Phật, mà nhờ mình đọc vô cái mình tỏ rõ ra. Phật dạy muốn cái này và làm cái này. Cho nên mình sám hối cũng vậy. Sám hối không phải là mình tụng vậy là như nãy quý vị sám hối sáu căn vậy đó. Sám hối cái căn tội của mắt, tội của mũi, tội của tai vậy, không phải tụng vậy cái hết tội đâu. Nhưng mà nhờ tụng vậy cái mình nhận ra, mắt của mình hàng ngày nó làm cái này nè, cái tai của mình thường ngày nó làm vậy, cái mũi mình nó khoái cái này nè, cái lưỡi mình nó thích cái này nè, thì mình tu sửa nó lại để làm sao cho cái nghiệp tội của mình nó giảm. Có một Phật tử có viết cho mình một cái thư. Thầy ơi, con biết là bố thí không suy nghĩ mình làm gì mới có phước, nhưng mà con hay suy nghĩ. Thí dụ như là con bố thí cơm
cho người ta cái con nghĩ là mà con bố thí về cái con được giàu có, con được no cơm ấm áo, con bố thí cho người ta tiền đi học thì con nghĩ là con được trí tuệ. Phật tử này không có muốn suy nghĩ như vậy, muốn cái tâm mình phải rỗng rang, nghĩa là đừng suy nghĩ gì hết thì phước báo nó mới trọn. Thật ra suy nghĩ như vậy cũng không có gì sai đâu. Tại vì mình suy nghĩ vậy để chi? Để nó nuôi dưỡng cái tích cực của mình cũng có tốt thôi. Nếu mà không suy nghĩ gì cũng là tốt. Thí dụ mình bố thí nhưng mình không có suy nghĩ phước báo gì hết. Ai cần mà thật sự người ta cần mà ngay giây phút đó mình có khả năng giúp thì mình cứ giúp mà không có suy nghĩ phước báo lợi lộc gì hết, tốt. Nhưng mà nếu mình có suy nghĩ là mình cho người ta để mình được phước cũng được nữa, không sao hết. Tại sao? Nhờ như vậy, nhờ nghĩ như vậy cho nên mình hăng hái làm phước. Mặc dù cái suy nghĩ đó mình cho là nó chưa ba la mật. Ba la mật là gì? Là trọn vẹn. Ba la mật nghĩa là trọn vẹn, là perfect, perfectly. Nhưng mà mình có suy nghĩ tôi cho này tôi được phước, tôi làm này tôi được người ta thương, nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Tại vì mình nghĩ một điều tích cực để nó trưởng dưỡng và nó tăng trưởng lên. Cái này là Đức Phật cũng có dạy trong kinh đó. Đức Phật có dạy là khi mình làm một điều thiện á, thì mình phải có niềm tin với điều thiện. Nghĩa là tin gì? Làm lành được lành. Mình bố thí thì có lợi ích. Lợi ích cho ai? Trước hết cái người nhận á, người ta được. Rồi cái tâm của mình á, mở ra. Và bây giờ mình biết thương người mà mình không có còn keo kiết, mình không có còn tham lam. Đó là mình tập gì? Tập bố thí, tập giving, tập chia sẻ. Và khi mình có cho, nghĩa là mình không còn cố giữ, nghĩa là giảm được cái tham. Cho nên một cái hành động bố thí mà nó tăng trưởng được bớt cái tham, biết được sự chia sẻ và không có cái tâm bỏng sẻn. Người kia thì được cái phần lợi dưỡng, tức là được cái của cải mình cho. Bản thân mình thì tiếp nhận được một cái tâm tích cực của cuộc sống. Đó là biết chia sẻ, biết xót thương. Trước hết là có xót thương, tại không xót thương đâu có cho, phải không? Thành nữ ra biết xót thương rồi biết chia sẻ mà là được cái đó rồi thì gì? Cái tâm ganh tị không còn, cái tâm tham không có, thành thử ra tốt. Và Đức Phật cũng vậy á, mình sống mình phải có biết sợ hãi. Trong đó có sợ hãi gì? Sợ hãi tội lỗi. Người có sợ hãi tội lỗi thì không dám làm tội lỗi. Cho nên nhiều khi mình có một cái suy nghĩ nào đó mà mình cho nó là vọng tưởng. Dạ không, anh nghĩ tầm bậy nó mới vọng tưởng. Còn anh suy nghĩ chân chánh, anh suy nghĩ chân chánh thì cái này gọi là chánh niệm chứ không phải là vọng tưởng. Ví dụ mình đang ngồi thiền mà mình cái chân mình nó đau, mình biết rõ là chân mình đau, và bây giờ mình cần phải để cái chân mình xuống, đổi cái chân kia lên để cho nó giảm đau, thì trong cái giây phút mình ý thức mình đang đau chân, và mỗi cái động tác của mình trong cái chánh niệm, mình đổi cái thế ngồi và mình làm cho cái thân mình nó cảm nhận sự dễ chịu trở lại, để cái tâm mình nó tĩnh lặng, có sao đâu. Chả không? Cho nên cái bài kệ thay đổi cái chân khi nó tê đó, mình đọc làm sao? Khổ thọ và lạc thọ, nghĩa là cái feeling ha, cái cảm nhận của đau đớn gọi là khổ thọ, cái cảm nhận, cái cảm thọ của không đau đớn gọi là lạc thọ. Đều là cảm thọ hết. Cảm khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, nó không thật. Tại vì mình ngồi mình bế tắc lâu quá, mình không quen thì nó đau. Bây giờ mình buông cái chân nó ra thì nó hết đau. Như vậy thì cái khổ và cái vui của cuộc đời này chẳng qua là mình cảm nhận thôi. Nó vô thường lắm. Ví dụ như người thích ăn cay, cắn miếng ớt cay, trời cay xé, ngon quá, ớt thiệt là ngon. Nhưng mà người nào mà không thích ăn cay, trời ơi chết tôi rồi. Vậy thì cũng là miếng ớt, nhưng mà hai cảm thọ khác nhau. Người cay nhưng mà lại thích. Người cay thì đã là khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Nó giống như là một đám mây,
nó gió nó thổi cái mây tan liền, như mây trời theo gió. Vậy thì cái gì làm cho mình chánh niệm đây? Hơi thở là dây neo. Mình có đổi cách ngồi, mình có ẹo tới ẹo lui, mình làm gì đi nữa, nhưng hơi thở của mình vẫn biết rõ ràng. Thuyền về nơi bến cũ, cái tâm mình đâu có đi đâu đâu, mình vẫn rõ ràng, mình biết mình đang đau chân. Có một vị mới hỏi chứ trong khi mình ngồi thiền, mình không có được suy nghĩ lung tung, mà thầy lại nói là có một đề mục gì quán chiếu để cho nó minh bạch, để cho như vậy là vọng tưởng, mình lung tung. Trong khi mình ngồi thiền, mình có một cái đề mục là mình suy tư, mình quán chiếu. Nhưng mà cái cuối cùng của cái quán chiếu suy tư đó, nó đưa mình đến một cái trạng thái an lạc, vì mình đã giải quyết được vấn đề, mình đã đả thông được mọi cái bế tắc. Thí dụ như giờ mình với chị mình đang gây lộn, mình không biết lý do, mình đi ngồi thiền mà mình, thay vì mình quán chiếu hơi thở, thì mình lấy cái đề tài hôm nay tôi với chị tôi gây gỗ, và mình đi ngồi đó mình tư duy, mình tìm ra được cái nguyên nhân nào để đưa đến cái sự gây gỗ này. Và sau đó mình tìm ra là trong đó mình có một cái lỗi là mình đã làm cái điều đó. Chị mình cũng có cái nóng nảy làm điều đó cho nên làm cho mình bực tức lên. Mình tìm ra được cái cội nguồn của cái sự xích mích, thì mình giải quyết được vấn đề, mình tâm mình nó nhẹ ra, và mình thấy rằng tất cả mọi cái sự chiến tranh trong cuộc sống đó đều có mình, có người hết. Thì như vậy thì trong khi mình ngồi mình suy nghĩ một cái chuyện đó, đâu có gì sai đâu. Mình có vọng tưởng đi nữa, tạm thời gọi vậy ha, nhưng mà cuối cùng nó đưa ra được một cái kết quả là cái sự mà mình đang muốn tìm tòi. Phong Hòa nhớ sư ông Làng Mai kể, có một lần xong ngồi thiền, thì trong khi mà ngồi thiền á, thì tự nhiên sư ông trong đầu nó cứ ra cái bản nhạc: con về nương tựa buộc, người đưa đường chỉ lỗi cho con trong cuộc đời. Đi ra cái nốt nhạc vậy đó, cái xong nói mình đang ngồi thiền mà, mình đâu có được nghĩ lung tung vậy. Thì thôi trở lại hơi thở, nhưng ngồi xuống thì nó vẫn như vậy. Ông cụ nói thôi bây giờ nó muốn ra thì mình, cái bài nhạc này, cái nốt nhạc này, cái điệu nhạc này nó muốn ra, mình sẽ cho nó ra. Thì ông cụ ngồi dậy viết cái nốt nhạc cho cái bài đó. Là đó bây giờ cái bài hát mình hay hát trong mỗi cái dịp lễ, trong khi cụ ngồi thiền, và những cái ý tứ của lời đó đi ra. Pháp Hòa có dạy ngoại gì? Nhiều khi đang ngồi thiền với cái tự nhiên nó bất chợt nó xuất ra một cái bài thơ, bài kệ gì đó. Như ngày hôm qua Pháp Hòa đang clean up ở trên hôm kia đang clean up ở trên Tây Thiên á, thì thấy có 2-3 tờ giấy trắng, mà cái loại giấy mà bỏ rồi, mình cũng thấy tiếc tiếc tờ giấy, cái sẵn có cây bút lông, cái Hòa ngồi xuống và làm 3 bài kệ. Trong một tích tắc mình có 3 bài kệ nó đi ra, để nó không phí cái tờ giấy đó, mà sẵn có cây bút lông đó nữa. Thì trong đó Hòa nhớ có một bài kệ Hòa để là: bạn đã đến Tây Thiên, xin rũ bỏ ưu phiền, từng bước chân an lạc, ngắm mây trời thiên nhiên. Tự nhiên mình ngồi xuống cái là mình cầm cái cây viết lên, là cái trong đầu mình nó đi ra một cái bài kệ như vậy, mà trong tích tắc: bạn đã đến Tây Thiên, hãy rũ bỏ ưu phiền, từng bước chân an lạc, ngắm mây trời thiên nhiên. Thành thử ra đó là khi mà mình tu tập á, và ai cũng muốn mình có được cái thân tâm an lạc, nhưng mà mình quan trọng là mình phải biết tu chỉnh nó. Vậy thì cái khi mà mình ngồi thiền, khi mà mình tụng kinh, khi mà mình làm tất cả những cái việc ở trong Phật Pháp á, như là niệm Phật á, như là trì chú á, nó đều có cái tác dụng hết. Nó giúp cho mình đem hết cả thân tâm của mình focus, chú tâm vào một cái bài tụng đó. Và biết đâu chừng trong cái bài tụng đó mình sáng tỏ ra, sáng tỏ ra.
Và Pháp Hòa, thưa đại chúng, là những bài kệ, những bài thơ Pháp Hòa ít khi nào. Bây giờ mình phải ngồi xuống mình suy nghĩ cho mình viết bài thơ gì, ít lắm. Đa phần là nó xuất ra bất, nó đi ra trong đầu mình một cách rất là tự nhiên như vậy. Có nhiều buổi sáng thứ năm theo lệ mình lên Tây Thiên tụng kinh, cái tự nhiên bước xuống tới cửa rồi cái thì đi từ ở chánh, từ cái tăng xá lên chánh điện, là trong giây phút bước đi như vậy mình cảm nhận được một cái sự an bình của Tây Thiên. Cái tự nhiên mình làm một bài kệ, một bài thơ vậy. Và hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng là mình nhắc lại mình muốn cái gì được, nhưng mà với điều kiện là mình phải để tâm vào đó. Mình muốn thuộc kinh, mình để tâm vào cái chuyện đó mình sẽ thuộc kinh. Pháp Hòa ví dụ ha, mình giận một người nào vậy, cả ngàn người tự nhiên mình không để ý ai, cứ để ý cái người mình gặp ưa, nó lạ vậy chứ. Thì mình mới thấy rõ ràng là cái tâm mình nó chú về cái người đó. Thì bây giờ người đó tự nhiên là đối tượng của thiền quán của mình đó. Đối tượng của con giận của mình đó. Rồi mình thương người nào coi, mình thích người nào coi, ngàn người chứ, như rừng như biển vậy, tự nhiên nhìn thấy liền à. Chẳng hạn như mình thích người nào, mình nhìn vô tấm hình chung, tự nhiên mình nhìn người đó thấy liền vậy đó. Tại cái tâm mình nó dán vô người đó. Cho nên hàng ngày cái sự mà điều chỉnh cái tâm của mình hướng về cái positive, cái tích cực nó quan trọng đó. Ngày hôm qua có một gia đình đi rước người thân ở Việt Nam đó, mà bị hải quan chặn lại rồi đâu mấy tiếng đồng hồ, quản hồn quản vía gọi cho Pháp Hòa: thầy ơi, nó giữ gia đình con không cho ra. Làm như Pháp Hòa quen với hải quan. Phone vô cái hải quan cho ra vậy. Pháp Hòa nói yên tâm, người ta lục soát vậy thôi, chứ còn mình danh chánh ngôn thuận đi có visa đàng hoàng mà nói gì. Chừng chút xíu là mọi việc nó bình yên rồi chứ. Nhưng mà mình hiểu được, trong khi mà mình mắc kẹt một cái gì đó, cái tâm mình nó hốt hoảng lắm. Cho nên mình phải, mình làm sao mình có được cái sự tích cực, sự tích cực trong cuộc sống. Cái người bệnh cũng vậy, mình bệnh, mình biết mình bệnh, nhưng cũng đừng có bi quan. Mình bệnh thì cái chuyện ai cũng bệnh đó, không sớm thì muộn thôi. Ngồi đây không ai khỏe đâu, không ai khỏe đó. Người bệnh tâm, người bệnh thân, bây giờ tới tuổi rồi, không đau đầu cũng nhức vai, không đau vai cũng mỏi lưng, phải có bệnh, phải có bệnh. Tại vì sao? Tại vì cái thân này mình không làm chủ nó được. Mình có ráng dưỡng thì nó chỉ khỏe một thời gian thôi. Còn nếu mà có bệnh mà mình biết tu chỉnh thì tự nhiên nó không đến nổi. Pháp Hòa có đọc ở trong kinh đó, thì cái bài kinh này Đức Phật đưa ra 8 cái nguyên do mà chúng ta có thể tăng trưởng được cái trí tuệ, làm nền tảng cho cái sự tu tập. Và nếu mình dựa theo cái này mình tu tập thì từ từ nó tăng trưởng thuần thục, đưa đến chỗ viên mãn. Đại chúng nhớ những cái từ Phật dùng trong kinh đó, là khi mình có được sự hiểu biết, nó sẽ làm nền tảng cho sự tu tập. Đúng như vậy. Mình mà không hiểu biết gì, mình không có cái nền tảng tu tập đó, là mình tu nay dày mốt người khác ai nói gì cũng nghe đó. Ai nói gì cũng nghe. Có nhiều vị mà đang tụng kinh Địa Tạng vậy, thí dụ vậy, cái người ta nói: ô, đừng có tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng xui lắm, cái bỏ không dám tụng nữa. Tại vì sao? Tại vì không có trí tuệ, không có hiểu biết, thì không có làm được nền tảng cho sự tu tập. Cho nên Phật dùng cái từ rất là hay: người có trí tuệ thì làm nền tảng cho sự tu tập. Và dựa theo cái nền tảng đó phát triển lên, tăng trưởng lên, tu tập nó, thì mỗi ngày nó có được 3 việc: tăng trưởng, đưa đến chỗ thuần thục, viên mãn. Vậy thì cái 8 cái này là gì? Thứ nhất, ở đây mình sống nương tựa vào đạo sư hay một vị đồng tu trong vai trò giáo thọ, và vị tỳ kheo này đã có một cảm giác tàm quý sắc bén. Tàm quý tức là hổ thẹn đó, và tỏ ra ái mộ kính trọng đối với vị giáo thọ ấy. Đây là nhân duyên thứ nhất
để có thể đạt được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. Vậy thì cái việc đầu tiên là mình nương ai? Nương một bậc thầy. Ở trong cái bài sám á, mình muốn á, cái chuyện đầu tiên của mình bước vào đạo đó là phải gặp được minh sư. Tại vì nếu mình gặp được một thầy tốt á, một bậc thầy sáng suốt á, thì sẽ dẫn mình tới cái chỗ sáng suốt. Cho nên cái việc đầu tiên là mình gặp được minh sư. Bây giờ mình đi học tiếng Anh ha, mình mới qua mình học tiếng Anh mà mình hên á, mình gặp được một người Canadian chính gốc dạy tiếng Anh. Chứ nếu mà mình học một cái người mà họ cũng tị nạn giống mình á, mình học tiếng Anh á, mình ra mình nói mấy người Mỹ họ không hiểu mình nói gì, để phải qua bị cái trường hợp vậy. Đi vô học Anh văn mà 3 năm trời nguyên đám Việt Nam biết trời đất gì hết trơn. Tại vì cái bà giáo phải dạy theo cái kiểu của bà đó. Yesterday I walked. Tại vì chữ ED bà đọc rõ ra luôn. Yesterday I talked. Thì mình 3 năm trời mình nói mà họ không biết mình nói cái gì hết. Nhưng mà sau 3 năm đó, bỗng một hôm nguyên một đám Việt Nam được một bà giáo người Canadian chính gốc bà dạy. Và quý vị biết có 6 tháng sau thôi, đứa nào cũng biết tiếng Anh một cách chuẩn mực. Nói nó phát âm nó đúng hơn, mặc dù giờ không giỏi nhưng mà nó khá hơn cái 3 năm trước. Trời, học 3 năm trời mà chỉ biết có what's your name rồi màu sắc rồi hỏi thăm rồi thôi mà nói không ai hiểu gì hết. Còn bà giáo người Canada, bà chỉ một cái 6 tháng thôi. Phó Hòa có được một ông giáo, ông dạy toán và môn computer. Ông vô cái lớp ESL đó, ông thấy Phó Hòa ông thương quá, cái ông mới nói với bà giáo. Ông nói bây giờ bà cho tôi dẫn nhỏ này ra, mỗi ngày giờ của tôi cho nó ra, một mình nó ra. Ông dẫn Phó Hòa riêng một mình đi qua dạy cái lớp computer. Ông cho qua cái cuốn tập. Ông biểu mỗi ngày phải ngồi để cái tay lên cái bàn phím, rồi theo cái trang, mỗi cái chương, mỗi một chapter của cái cuốn sách đó dạy bằng một ngón tay. Mà cái cuốn đó là cái cuốn dạy cách đánh máy. Và nguyên đám học sinh vô đó là nó hồi trưa cái thời mà cái floppy disk nó nhét vô rồi nó chơi game không. Còn Pháp Hòa là miệt mài để cuốn tập đó ra và để cái ngón tay mình lên. Thì mình là học ké thôi, chứ không phải học có lớp học của mình không có được vô đó. Nhưng mà tại ông thấy thương quá, ông thấy tội, ông dẫn qua cho học cái lớp đó. Mà mình chuyên tâm mình học. Ai chơi, ai làm gì làm, mình cứ để tay mình lên cái bàn phím. Nhờ vậy cho nên khi Phó Hòa bước sang lớp 10, qua cái lớp đó, Phó Hòa đỡ cái thời gian đó. Mình đánh thi, đánh máy, là lúc nào mình cũng đánh được nhanh hơn. Thật ra cái vấn đề ở đây là gì? Chuyên tâm. Cho nên mình gặp được cái thầy giáo tốt và là minh sư. Thì ở đây người muốn có trí tuệ, Phật nói trước hết phải gặp được một người thầy. Nhưng mà đối với mình là một người học trò thì mình làm gì đối với người thầy đó? Thí dụ như bây giờ mình gặp thầy giỏi mà mình không chịu học thì mình có giỏi không? Mình gặp một vị thầy giỏi mà mình cứ ỷ y vào ông thầy giỏi của mình không có chịu nghiên cứu gì hết thì cũng chịu thua luôn. Cho nên Phật nói không? Sống vừa tựa vào đạo sư hay một vị đồng tu có vai trò giáo thọ. Có nhiều khi người đó đồng tu với mình, nhưng mà sự hiểu biết của họ hơn mình, mình cũng có thể nương tựa với họ mình học ngoài thầy của mình. Cũng giống như các vị thời Phật vậy đó, nhận Phật làm thầy, nhưng mà các vị cũng nương tựa vào thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên, thầy Ca Diếp, thầy Tu Bồ Đề, thầy Ca Chiên Viên để các vị đó học. Và tùy theo cái sở trường của các vị mình muốn học về cái gì. Ví dụ như vị nào muốn học về thuyết pháp thì đi theo ngài Phú Lâu Na. Người nào muốn học về giới luật đi theo ngài U Ba Ly. Người nào muốn học về những cái trí tuệ giải không thì đi theo ngài Tu Bồ Đề. Người nào mà muốn luận nghị thảo luận thì đi theo ngài Ca Chiên Viên. Thì mỗi một thầy có một cái đặc điểm. Và tùy theo cái tâm nguyện của mình, mình theo vị đó mình học. Thì trong đạo giáo, trong chùa chúng ta cũng có những bậc giáo thọ.
giáo thọ dạy kinh điển, giáo thọ dạy tán tụng nghi lễ. Có nhiều thầy dạy cho mình cách sướng, cách sướng, cách chuông, cách mõ. Cho nên ở đây nè, nhiều khi tối tụng kinh rảnh, Pháp Hòa nói mấy thầy mấy chú đưa quý cô lên, hay là mấy chú sa di mới vào đó, các thầy giỏi rồi thì mình bày cho các vị thỉnh chuông, thỉnh mõ, tán tụng. Cho nên á, mình có một thầy, mình đi tìm thầy giỏi, nhưng mà bản thân mình cũng phải dựa vào hai phần: thầy mình và hoặc là những vị đồng tu, nhưng họ đáng vào cái vai trò thầy của mình, gọi là giáo thọ hay là y chỉ. Và đồng thời mình phải làm gì nữa? Phải có một cảm giác sắc bén về tàm quý và tỏ ra ái mộ kính trọng. Thưa đại chúng, mình không kính không bao giờ mình học. Cái căn bản nó vậy đó. Mình thương quý người nào mình mới học với người đó. Chứ có nhiều người người ta hay nha, nhưng mà tại vì mình có cái tự ái, tôi mắc gì tôi phải học với cái người đó. Tôi với họ là cùng chung với nhau mà mắc gì tôi phải học với người đó. Và mình nói như vậy thì không bao giờ mình có được học hỏi cái gì từ nơi một cái người đồng tu với mình. Tại có những người người ta giỏi, ta giỏi gì cái mặt đó. Cho nên mình phải có một cái tâm xấu hổ, tâm tàm quý sắc bén. Tàm quý là gì? Cái gì mà mình không biết, đừng có cho mình là biết. Và đừng có nghĩ rằng người đó không có xứng đáng để dạy mình. Khởi tâm như vậy thì không học được gì hết. Có nhiều khi người đó là học trò của mình, nhưng mà người đó vẫn có thể là thầy mình, tại họ có những cái họ biết hơn mình. Bây giờ nói ví dụ đi, Pháp Hòa mà hư máy computer là phải kêu mấy ông thầy của computer. Lúc nào cũng réo mấy thầy thôi chứ Pháp Hòa biết gì. Cho nên bất cứ lúc nào cái mạng như là sáng chiều giờ cái printer nó hư, không có print được cái gì hết, không có in được cái gì hết, thành thử phải réo thầy Đức Tạng. Ngày mai về nhớ coi cái máy in giùm thầy, thầy đang rất cần in những cái bài kinh mà giờ không làm được, không in được. Có nhiều khi nửa đêm đang làm việc vậy đó mà máy nó hư một cái là trời, thiệt khổ ơi là khổ. Kêu thì sợ, không kêu thì mình bị trì trệ công việc đó. Ta nói ra, nếu mình tự ái, không, tôi là thầy tôi không học hỏi gì chứ, thì không có mở mang được, không có biết được. Mấy chú chỉ cho Pháp Hòa cách Google tiệm này tiệm kia chứ hồi trước không biết. Hồi trước không biết cách tra, nhờ mấy chú chỉ đó. Cho nên đây bây giờ Pháp Hòa nhắc lại ha, Phật dạy là thứ nhất là mình phải nương tựa một vị thầy, một bậc minh sư đó. Còn nếu hoặc đồng thời những vị cùng tu với mình nhưng mà có một vai trò họ khá hơn mình, giỏi hơn mình, họ có thể là một người y chỉ cho mình. Và đồng thời bản thân mình phải đừng có cái, phải có cái đủ cái tàm quý để mình đừng có tự cao tự mãn để rồi không học với người. Thì do cái nguyên nhân thứ nhất này mà được có trí tuệ, có hiểu biết, đúng không? Đúng vậy. Người ta thường hay nói không thầy đố mày làm nên. Cho nên việc đầu tiên là phải kiếm thầy mà học. Muốn học cái gì phải kiếm thầy đó. Học tiếng Anh phải tìm thầy tiếng Anh, học toán phải tìm thầy toán, học viết phải tìm thầy viết, bất cứ cái gì cũng phải học. Pháp Hòa đi đến nhà vài Phật tử sau dịch bệnh đó, các vị khoe với Pháp Hòa: thầy ơi, bây giờ con biết trồng cây, con biết chiết cây ra, con biết viết thư pháp. Hỏi sao hay vậy? Lúc dịch bệnh không có chuyện gì làm á, lên Google học cách người ta chiết những cái cây. Bây giờ ở trong nhà cây cối và chiết cây và làm rất hay và viết thư pháp rất đẹp. Nhờ Covid mà nhiều người giỏi lắm nha, có người biết nấu ăn. Coi vì buồn quá không có chuyện gì làm, lên Google học nấu ăn, cho nên nhờ Covid có người biết nấu ăn. Có người không bao giờ biết làm YouTube, nhờ Covid biết làm YouTuber. Biết làm YouTuber. Đấy. Điều thứ hai, do sống nương tựa vào bậc thầy này, vị ấy thường đến gần và hỏi các bậc thầy: thưa tôn giả, điều này là như thế nào? Ý nghĩa của nó ra sao? Các bậc thầy này lúc đó sẽ khai mở cho vị tỳ kheo
những gì chưa được khai mở, làm rõ nghĩa những gì còn mơ hồ và giải tỏa sự hoang mang của vị tỳ kheo về nhiều điểm còn nghi vấn. Đây là nhân duyên thứ hai để có thể đạt được trí tuệ và làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. Mình gần thầy rồi, gần bạn rồi, và cái chuyện thứ hai mình làm là gì? Phải hỏi. Thấy cái gì làm mà không chịu hỏi thì làm sao biết được. Mỗi lần mà mấy thầy mà lên đi xe mà có cái chuyện gì xảy ra mà các thầy hỏi là qua vui lắm. Nghĩa là các thầy có attention, có sự chú ý. Thí dụ như nhất là đi đám tang, nhiều phong tục đó. Nào là bỏ gạo vô miệng, bỏ vàng vô miệng, rồi làm này làm kia. Lên xe mấy thầy hỏi, hồi nãy gia đình nó ta làm vậy làm sao vậy thầy? Mình vui lắm, tại vì sao? Tại vì có cơ hội để mình giải thích cho các thầy biết những cái phong tục, những cái văn hóa truyền thống của mỗi nước và mỗi cái vùng miền. Lên mà hỏi hồi nãy sao cái gia đình nó để tang như vậy mà thường ngày mình không thấy, thí dụ vậy. Hay là trong những cái buổi lễ cúng đó, ở chùa, hay là những cái thời kinh, mình câu gì mình không hiểu, mình đem ra mình hỏi. Nhờ hỏi như vậy mà mình biết được nhiều việc. Cho nên mình, người ta kêu học hỏi mà. Không hỏi thì sao học? Mà học mà không hỏi thì lấy gì biết? Cho nên thường thường ở trong lớp á, ông thầy giáo ông dạy xong ông cũng hỏi là mình có cái gì thắc mắc không? Mình hỏi để ông giải thích. Và nhờ mình hỏi vậy cái ông biết mình ở trình độ nào, ở mức độ nào để ông chỉ cho phải hỏi. Con nít quý vị thấy nó lớn lớn chút, nó đi theo nó hỏi miết à, why, tại sao? Mấy đứa mà 4-5 tuổi nó theo nó hỏi, mình trả lời mệt luôn á. Cái gì nó không hỏi á. Cho nên á, rồi mình phải hỏi cái thầy đó tại những nghi vấn, và thầy đó sẽ giải tỏa cho mình những hoang mang. Và đây là nguyên do thứ hai để mình có được trí tuệ, có được hiểu biết. Điều thứ ba, sau khi đã học hỏi giáo pháp, vị ấy cố gắng thành tựu hai thứ an tịnh. Quý vị nghe cho kỹ chỗ này ha. Sau khi đã học hỏi giáo pháp, vị ấy cố gắng thành tựu hai thứ an tịnh. Một là an tịnh thân, hai là an tịnh tâm. Đây là nhân duyên thứ ba để đạt được trí tuệ, làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. Ở đây vị nào đọc kinh Địa Tạng rồi nè, thì kinh Địa Tạng phẩm thứ 12, thì trong đó có một đoạn á, là có những người á, phát tâm tụng kinh điển Đại Thừa, nhưng mà khổ nổi á, đọc rồi quên rồi, đọc xong là quên, không nhớ gì hết. Rồi bây giờ người đó muốn nhớ kinh trong kinh Địa Tạng nói sao, ai nhớ không? Người đó phải chiêm ngưỡng hình tượng Địa Tạng, thấy tên của Ngài, thấy hình của Ngài Địa Tạng, nghe tên Ngài Địa Tạng, rồi phải thiết lễ cúng dường. Đặc biệt là người đó phải lấy một chén nước, nhớ không, để trước tượng của Ngài Địa Tạng trong bao nhiêu ngày hả? Trong 21 ngày đó. Rồi xong rồi lấy một cách, một là trong một ngày một đêm đó, trong một ngày một đêm, rồi lấy cái nước đó uống. Mà khi uống phải xoay về hướng gì? Xoay về hướng nam. Khi nước vào trong miệng phải cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm. Rồi sau đó người đó sẽ chiêm bao thấy Ngài Địa Tạng rưới trên đỉnh đầu họ. Rồi sáng ra họ nhớ kinh, đọc cái mình thấy ồ, ngày mai tôi sẽ làm y chang vậy đó. Tôi sẽ múc một chén nước để trước tượng của Ngài Địa Tạng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng trân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng gió luống, trong 21 ngày chớ sát sanh. Có nhớ mấy đoạn đó không? Thì khi mình đọc vô đó mình phải hiểu cái chỗ này. Người mà mình muốn có được cái hiểu biết trong này nói là phát tâm tụng kinh điển Đại Thừa. Vậy thì đừng có hiểu lầm mà tụng kinh điển Đại Thừa là phải tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Niết Bàn, tụng kinh Bát Nhã là kinh điển Đại Thừa ha.
Người muốn có được hiểu biết thì người đó phải có một cái tâm rộng lớn, đừng có bị hạn hẹp cố chấp để rồi mình hẹp cái sự học hỏi của mình. Thí dụ như mình tu năm tông cái mình nói không, tôi muốn đọc kinh Đại Thừa, kinh Đại Thừa kinh Ngụy Tạo. Rồi ngược lại mình tu Đại Thừa nói không, tôi muốn đọc kinh này tại vì kinh này kinh Tiểu Thừa. Anh Đại Thừa hay là gì không biết, nhưng mà anh cái tâm anh khởi như vậy á là nó Tiểu Thừa, nó tiểu xíu luôn á. Thì như vậy thưa đại chúng, cái chữ Tiểu Thừa và Đại Thừa ở đây nó không có cái nghĩa là tông phái, mà có cái nghĩa là mình phải mở tâm mình ra, mở lòng mình chịu học hỏi một cách rộng rãi. Cho nên là phát tâm tụng kinh điển Đại Thừa. Và Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà nếu anh không có hướng, trong này nó là nhìn thấy Ngài Địa Tạng, nghe tên Ngài Địa Tạng, vậy thì trên cuộc đời này mình muốn học hỏi thì có hai việc mình phải làm là gì? Một là thấy, hai là nghe. Mà như vậy thấy nghe này nó có tương đồng với văn tư tu không? Văn là gì? Là nghe. Tư là suy nghĩ. Tu là thực hành. Cho nên mình muốn hiểu biết là mình phải mở lòng mình lắng nghe, mà mình chịu khó mình nhìn kỹ, mình quan sát để mình thấy cái công việc người ta làm. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi hộ niệm với quý thầy á, mình đứng bên á, mình giữ chuông giữ mỏ vậy thôi, nhưng mà các thầy làm gì mình học hết. Nhờ vậy cho nên khi Pháp Hòa bước vô chùa Hòa tu á, Pháp Hòa đâu có học cái lớp đó đâu, đâu có học cái lớp nghi lễ là phải làm gì đâu. Tại vì mình đã học trong khi mình ở với quý thầy, mình thị giả quý thầy, mình nhìn quý thầy làm. Quý thầy đắp y, mình nhìn quý thầy đắp y, cho nên lúc thọ sa di chỉ nhận y rồi đắp thôi, đắp một cách ngọt ngào là khỏi học, là vì mình biết cách đắp rồi. Hồi đó đâu có chương trình khóa tu xuất gia giao duyên đâu mà được đi xuất gia giao duyên để được đắp y, mà chỉ nhìn các thầy đắp y, chỉ nghe các thầy thỉnh chuông mỏ và từ đó biết cách thỉnh chuông mỏ. Nghe quý thầy sướng tụng, tự nhiên mình biết cách sướng tụng và thuộc các bài kệ sướng tụng. Cho người muốn phát huy được cái hiểu biết phải để ý, nghe và thấy. Nó rất là thật chứ có gì đâu không thật. Vậy thì trong cái kinh Địa Tạng nói nè, thấy Địa Tạng, nghe tên Địa Tạng phải không? Rồi lấy cái chén nước để trước tượng của Ngài Địa Tạng. Chén nước đó là gì? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nấu một cái chén nước sôi lên, mình để một hồi thì chén nước sôi nó làm sao? Nó cũng nguội. Mà bây giờ nếu mà làm một cái chén nước mà nó vẫn đục để mình quậy nó lên, rồi mình để yên đó một hồi thì nó làm sao? Nó cũng lắng xuống. Như vậy thì cái ly nước mà để trước Địa Tạng là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái tâm tịnh lắng. Người không có tịnh lắng thì có cái gì nó vô đầu mình đâu. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mình buồn ngủ ha, ai ngồi nói chuyện với mình gì á, người cứ giả giả chứ mình không biết người ta đang nói gì hết trơn. Và thậm chí mình trả lời hồi nó trớt lớt hết trơn, tại vì mình quá trời buồn ngủ rồi. Khi nào có người mà nó tỉnh táo, nó tĩnh lặng, ai nói gì mình nghe rất là rõ ràng. Vậy thì cái chén nước là để trước tượng Ngài Địa Tạng là tượng trưng gì? Sự thanh trong lắng. Tại nước trong là tượng trưng cho trong lắng. Mà chỉ có tâm hồn trong lắng mới tiếp thu được những cái lời dạy thôi. Có một cái người đó họ đến họ hỏi người thầy, xin thầy dạy đạo cho con. Mà cái cách họ hỏi thì ông thầy mới lấy cái ly nước, cái ly và cái bình trà ra rót. Rót đầy lên rồi nhưng mà thầy vẫn tiếp tục rót, mà nước nó tràn trề ra ngoài bàn vậy. Thì cái người đó mới nói, dạ thưa thầy, nước đầy quá rồi, thầy ngưng tay lại đi, thầy rót nó tràn ly rồi. Ông thầy mới nói, cái hiểu biết của đạo hữu nó cũng đầy những cái ly này nè, tôi có rót thêm nó cũng trào ra thôi. Thành thử đạo hữu muốn nghe tôi nói thì đạo hữu phải làm sao cái ly này nó sạch nước đi, trút nó ra đi. Nghĩa là cái đầu ông phải trống đi. Ông còn mang nhiều cái tư kiến, những cái hiểu biết mà kiểu thế gian hay là thách đố của ông á, thì tôi có nói gì nó cũng vô dụng. Cho nên người ta
Có nhiều vị tại sao không trả lời những câu hỏi? Tại vì cái thon, cái cách hỏi của mình, cách nói của mình, người ta cảm nhận được rằng mình không phải có cái tâm học hỏi, mà mình chỉ có cái ý là mình muốn thách đố, so sánh hơn thấp, hơn thua, cao thấp, giỏi hay giữa mình và người thôi. Thì các vị mà người ta có cái tĩnh lặng và có cái tuệ thì người ta không có muốn trả lời như vậy. Nó rơi vào cái chuyện hí luận. Hí luận là gì? Luận nghị một cách vô ích, không có lợi lạc gì cho mình và cho người hết. Cho nên mới nói tịnh thân, an tịnh thân và an tịnh tâm. An tịnh tâm là ly nước đó. Rồi bây giờ trong kinh nói tiếp nè, khi người đó uống ly nước đó thì trong 21 ngày người đó phải cử rượu thịt tà dâm ngũ vị tân. Thì cái này nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về cái thân. Hồi nãy ly nước là tịnh cái tâm, bây giờ nói đến tịnh cái thân. Thí dụ mình mới học thuộc bài kinh nè, hay là trong khi mình vừa uống rượu mình vừa học thì thuộc gì? Hay là mình mới vừa hơi sơ sơ thuộc cái mình uống nó say xỉn rồi nhớ gì? Mình nói ví dụ vậy. Cho nên ở đây đưa ra trong kinh Địa Tạng nói là cử cái này cử kia là kiêng thôi. Cử là kiêng chứ gì đâu. Mà mình muốn cuộc sống này, hãy mình muốn tăng cái gì phải giảm cái đó. Ví dụ bây giờ mình muốn gia đình mình hạnh phúc thì mình phải giảm sự đi chơi, có thời gian nhiều với gia đình, với vợ, với con thì gia đình mới hạnh phúc được. Đâu có ai bắt mình, cấm mình không đi đâu. Nhưng mình bây giờ có vợ rồi, có chồng rồi, mình phải có chừng mực chứ. Cho nên trong này dùng chữ cử là kiêng, nghĩa là mình phải giảm xuống. Dĩ nhiên con người ai cũng có bạn bè, nhưng mình phải biết bổn phận của mình, trách nhiệm của mình và cái hoàn cảnh gia đình mình đang hiện tại. Gia đình mình đang, nghĩa là trong cái đà nó xuống dốc. Rồi con cái mình nó bây giờ bắt đầu nó lớn lên, nó đổ lì ra, nó không biết nghe lời. Mình thì cứ lo đi chơi hoài với bạn, không phụ vợ hay phụ chồng, vân vân. Thì tự nhiên mình phải biết giảm đi những cái đó. Cái đó là tịnh cái thân. Và làm gì để mình có thể thấy được? Do cái tâm mình nó tịnh và mình thấy được cái gì sai, mình cần chỉnh sửa. Cho nên cái người mà có cái tịnh lắng đó thì sẽ thấy rõ. Mình nói tới cái chỗ người cái thứ ba người đó phải làm là cố thành tựu được hai thứ là an tịnh thân và an tịnh tâm. Tâm không tịnh thì thuộc kinh không nói, mà thân không tịnh thì nó không thể đủ cái khả năng để nó tiếp thu. Ví dụ bây giờ mình bệnh tật tối ngày thì chắc cũng không học gì nổi. Cái người mà say xỉn cả ngày thì cũng chẳng học, chẳng nhớ gì, chẳng làm được việc gì cho gia đình, cho bản thân. Nó rất sự thật. Cho nên ở trong kinh Địa Tạng nói cái chỗ đó, ở trong đó nói chữ cúng dường. Chữ cúng dường là gì? Thường thường mình cúng dường là mình đem lên mình cúng. Nhưng mà hàng ngày mình có cúng dường cho mình cái gì không? Pháp Hòa nói ví dụ như mình nói là cúng dường hoa cho Phật. Trong kinh nói là cúng dường hoa. Hoa là gì? Là cái đẹp. Nếu mỗi ngày mình, cái tâm mình không biết hướng về cái đẹp, mình không biết cúng dường cho mình những cái đẹp, thì mình có để cái gì đẹp để mình nói đâu. Mình biết nhìn cái đẹp, mình biết thưởng thức cái đẹp thì mình mới có cái đẹp để mình nói. Không thì mình không có cái gì đẹp của người khác để mình nói hết. Như vậy thì chỉ cúng dường ở đây, cúng dường cho tự thân, tự tâm của mình. Thức ăn trong kinh đó là thức ăn nè, hoa nè, nước nè, vân vân. Thì tất cả những cái đó là biểu tượng cho sự dinh dưỡng, sự tố chất để mình nuôi dưỡng thân tâm. Quan trọng là mình biết cúng cái gì. Ví dụ như một ngày mình hút một gói thuốc là mình cúng dường cho lá phổi mình gói thuốc đó. Mình cúng dường cái đó thì mình bệnh hay mình khỏe tự mình biết đó. Đây là nguyên nhân thứ ba để có trí tuệ, hiểu biết. Rồi qua thứ tư, vị ấy có đức hạnh biết chế ngự bằng những giới luật căn bản, đầy đủ uy nghi chánh hạnh,
thấy rõ sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhất, chấp nhận những quy luật huấn luyện, vị ấy tự học tập rèn luyện mình. Đây là nhân duyên thứ tư để đạt được trí tuệ. Nếu mà mình, mỗi một người học á, mà mình không có cái, mình không có sự thực tập những cái giới luật căn bản của mình. Ví dụ như Phật tử tại gia giữ 5 giới, người xuất gia giữ căn bản 10 giới, và đồng thời á, giữ cái đầy đủ cái uy nghi chánh hạnh, thấy rõ những cái lỗi nhỏ nhất nguy hiểm. Thường thường á, mình á, dễ vi phạm là tại vì mình thường coi thường những cái chuyện nhỏ, đúng không? Ví dụ mình bước ra cửa, cái mình lấy đồ mình tấn cửa lại, hay là mình tấn cửa không chặt, mình nói không sao đâu. Nhưng mình đâu có biết rằng chỉ cái tích tắc của mình để cái cửa hở thôi là mình có thể mất của. Mình đã từng bị rồi chứ không phải không. Chỉ có 10 giây để hở cửa thôi là mất của. Rồi mình nghĩ y á, từ đây qua lộ đó mà ăn thua gì mà phải cài dây beo, cài cái dây an toàn. Cho nên á, thường á, mình hay coi thường những cái lúc chút trong cuộc sống, mà chính cái này nó sẽ đưa sự cái sự nguy hiểm. Cho nên mình mới có cái bài kệ thắt dây an toàn. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Tại vì mình nghĩ gần quá mà. Và mình hay có một cái thói quen là để lửa gần rơm nó cháy một cái là chữa không có được. Cho nên trong này nói thấy rõ sự nguy hiểm trong những lỗi lầm nhỏ nhất. Thường thường ở trong giới luật á, có cái hay này nè, những cái giới mà quan trọng á, thường nó ít hơn những cái giới mà không quan trọng. Một cái ví dụ nè, một thầy tỳ kheo là có 4 cái giới quan trọng, rồi cộng thêm 13 cái giới khá quan trọng, quan trọng lần thứ nhì. Nhưng mà khi mà đi sang đến những cái giới mà dễ phạm như là hành động và lời nói, nó có tới 100 giới. Rồi Bồ Tát giới, các vị thọ giới trọng nó có 10 giới thôi. Vậy mà cái giới nhỏ nhất mà dễ phạm nó có tới 48 giới. Tại vì những cái giới đó là những cái giới lặt vặt không quan trọng, gọi là giới khinh. Khinh là nhẹ. Nhưng mà chính nó nhẹ cho nên chúng ta thường dễ coi thường nó, và chúng ta hay sơ ý với nó. Và chính cái nhỏ nhất này nó dẫn đi tới cái gì? Cái lỗi lớn. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Thí dụ như mình nói, mỗi lần, mỗi cuối tuần thứ bảy cái rủ bạn nhậu, ngày uống thôi anh em mà tập hợp nha, người uống 3 lon xong rồi cái bài xong rồi chơi 5 đồng nha, 20 đồng gì đó, tuần nào cũng chơi hết. Mới đầu ăn chút à, 5 đồng, 3 đồng gì, 55 sen. Nhưng bắt đầu hết cuối tuần cái bắt đầu nó ghiền, ghiền cái là ngày thường nó chơi. Nhà cũng gần casino, đi làm gần casino, có xe tiện quá vân vân. Và thậm chí trong túi mà có vài chục đồng rủng rỉnh là mình muốn mình đi chơi. Chính cái hồi nãy nó tập ghiền là từ cái chỗ mình chơi cuối tuần. Nhưng mà đi tới cái ghiền nặng là đi tới vô trong cái sòng bài. Và mới đầu chơi vài ba chục thôi ha, mình quyết định rồi nghe, chơi hết 50 về nghe. Nhưng mà thường thường cái con ma đó nó ít khi nào nó tha cho mình 50 lắm. Là mình sẽ lậm vô tới 500, rồi lần lần tới 5000. Rồi khi mà mình lậm hơn nữa, bắt đầu sẽ có quế nhân tới. Anh cần tiền không? Tôi cho mượn. Mượn gỡ lại. Tôi không muốn sao. Người ta nói mình nghe rất là êm tai. Rồi sau đó là mình bán nhà, bán cửa, sự nghiệp tan nát, hạnh phúc đổ vỡ hết từ những cái nhỏ đó. Cho nên trong này nói là thấy rõ sự nguy hiểm trong những lỗi lầm nhỏ nhất.
Nhiều khi mình thấy lợi có một chút thôi mà mình không biết rằng chính cái lợi đó nó hại mình vô cùng, nguy hiểm lắm. Phó Hòa ví dụ như nhiều khi mình nấu ăn á, mình nêm nếm vừa ăn rồi, nhưng mà mình cũng muốn chứng minh là mình làm ngon, mình giả bộ mời người ta thử thôi, nhưng mà thiệt sự mình biết ngon rồi. Chị thử giùm em coi, em lạc miệng, em đắng miệng quá. Nhưng mà cái taste của mình nó khác với cái taste của người kia. Ồ lạc quá, cái này phải thêm muỗng muối. Nghe lời người ta thêm muỗng muối cái nó trớt quớt. Hồi nãy nó ngon rồi đó, nhưng mà tại mình cũng muốn show off, muốn cho người ta khen mình nấu ngon. Chứ nếu mình nấu vừa ăn cứ nấu. Đây là mình ví dụ thôi, nhưng mà cũng có những trường hợp là mình đã nấu vừa nhưng do người khác nêm nếm, một thêm một muỗng muối nó mặn. Hay là mình chưa đủ tự tin, là mình nói những cái chuyện nhất chút chút vậy đó. Thấy rõ sự nguy hiểm trong những lỗi lầm nhỏ nhất, chấp nhận những quy luật huấn luyện. Đi tu là một sự huấn luyện. Anh muốn rèn luyện mà anh đi vô trong này, anh không tập được huấn luyện này, anh không thành được cái gì hết. Nhất là những cái khóa tu. Chẳng hạn như mình đi khóa tu, mình đề rõ cho bản thân nha, xuất gia gieo duyên, mà vô không có duyên gì mình chịu gieo hết á. Cái gì mình cũng muốn mình thượng hạng hết á, mình phải 5 sao, ngủ phải 5 sao, 4 sao rưỡi cũng không chịu. Ăn cũng phải như thế nào, ngồi cũng phải ngồi ở đâu. Thành thử ra có những cái duyên mình không có huấn luyện. Thậm chí người kia nói lỡ lời một tiếng, một chút thôi, là mình có thể giận họ. Thành thử rốt cuộc mình huấn luyện được cái gì cho cuộc sống của mình đây. Pháp Hòa hay có một cái suy nghĩ, khi cái gì mà nó không có như ý mình, Pháp Hòa hay nói với mình là mình bây giờ đang ở trong cái hoàn cảnh là không có nhúc nhích được, mình phải huấn luyện mình. Có những cái mình nhẫn không có nổi, nhưng mà mình biết mình phải nhẫn. Tại vì tiểu bất nhẫn tức loạn đại mưu. Cái nhỏ mà không nhịn hư việc lớn. Tiểu bất nhẫn tức loạn đại mưu. Cái nhỏ mà không nhịn thì hư việc lớn. Và có những cái trường hợp mình ở trong một cái hoàn cảnh mình, nghĩa là cái thế mình sao, suy nghĩ mình đang ngồi trong một chiếc máy bay dài 14 tiếng bay từ Vancouver về Đài Loan, hay là từ Vancouver về Hồng Kông, thí dụ vậy. Thường thường mình đi về Á Châu là mười mấy tiếng lận, và mình ngồi trong một cái chỗ gọi là không nhúc nhích được. Mình muốn đi tới đâu, muốn làm cái gì, muốn thành tựu cái gì mà không có sự huấn luyện, mà không chấp nhận sự huấn luyện là không thành. Xin lỗi đại chúng, mình dẫn mình nuôi con chó có huấn luyện nó không? Phải huấn luyện nó theo ý mình chứ. Mình muốn nó nằm ở đâu, ngủ ở đâu, ăn ở đâu. Nuôi con mèo cũng thế, nuôi con chó cũng vậy. Thì xin lỗi, chó mèo mà mình còn muốn huấn luyện thì huống chi mình không tự huấn luyện chính mình. Và nếu mình chấp nhận cuộc sống của một người tu mà mình không tự huấn luyện bản thân mình, phải chấp nhận sự rèn luyện của cấp trên, của người trên, thì mình không bao giờ mình thành tựu được gì hết. Cho nên cái trở ngại trong tám nạn đó là mình đem cái thế trí của mình vào trong đời tu của mình. Thế trí là những cái trí tuệ của đời, của thế gian, đi vào để mình so sánh với trí tuệ của Phật, của Thầy, của những bậc có dày cái kinh nghiệm, thì mình không có học được cái gì đâu. Và chính nó là cái nạn làm cho mình không tăng trưởng trí tuệ. Nó lọt vào trong tám cái nạn lớn gọi là bát nạn. Ngoài cái chuyện gọi là sanh vào cõi trời Bắc Câu Lô Châu, mình sanh vào biên địa nơi có chiến tranh nhiều, rồi mình bị khiếm khuyết bốn căn, bốn việc, trong đó có cái thế trí biện thông. Vì vị ấy tự học tập và rèn luyện mình,
Đây là nhân duyên thứ tư để đạt được trí tuệ. Mình phải thí dụ như bây giờ mình tập thỉnh mỏ nè, mình tập thỉnh mỏ mà cái tiếng mỏ của mình lúc nào thấy nó cũng rời rạc, nó không có một cái âm điệu, một cái hồn ở trong cái tiếng mỏ, tiếng chuông đó. Phải tập lại. Tu ở chùa 20 năm rồi mà tiếng chuông nghe không có ra gì hết. Người ta nghe cái tiếng chuông nó chát chúa vô lắm. Ngay cả thỉnh một tiếng chuông thôi cũng phải học. Học đến khi nào mà chính mình chấp nhận được tiếng chuông của mình thì khả dĩ. Cái tiếng chuông thôi, tiếng mỏ thôi. Một mình tụng kinh mà mắc cái gì mà mình phải dễn cái mỏ mà nghe muốn chết luôn. Cái tiếng mỏ đó là mình thỉnh là để cho đại chúng người ta nghe, ta tụng theo. Còn mình nên tụng mình nhịp nhỏ nhỏ đều đều để cho mình giữ cái nhịp thôi. Mình lên tụng một mình mà cái mỏ mình nghe nó giống như là mình tụng cho 100 người đang ngồi nghe ở, mà trong khi mà yên lắng hết á, con mình tụng cho cái tiếng mỏ, thì cái tiếng mỏ nó áp hết cả cái tiếng tụng của mình. Mà lẽ ra cái thời kinh mình tụng một mình là cái cơ hội mình truyền đạt để cho người ngoài ta nghe, ta thấm. Nói cái chuyện đó thôi, cái chuyện tiếng chuông tiếng mỏ thôi. Nói cái chuyện mà mình đi đứng, mình trả lời một cái phone thôi, nó đều là một sự rèn luyện hết. Quý vị ngồi dưới gôi dưới đất như nè, không rèn luyện là đâu có được, phải không? Mới đầu mình mới tới chùa ngồi về sao nói, nhưng mà tuần nào cũng tới ngồi, ngày nào cũng vô ngồi nửa tiếng 45 phút tụng kinh, ngồi riết nó quen. Rèn luyện. Cái đầu mới cạo nó lạnh lạnh khó chịu lắm, nhưng mà riết nó cũng bình thường. Đây là nhân duyên thứ tư. Nhân duyên thứ năm, vị ấy học hỏi nhiều, nhớ giữ gì mình đã học hỏi và cũng cố gắng những gì đã học hỏi. Những giáo pháp ấy tốt đẹp ở chặng đầu, tốt đẹp ở chặng giữa, tốt đẹp ở chặng cuối, với ý nghĩa và lời văn diễn đạt đúng đắn, xác nhận đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp này vị ấy đã học hỏi nhiều, thuộc lòng độc tụng, chuyên tâm nghiên cứu và khéo thể nhập với chánh kiến. Đây là nhân duyên thứ năm để đạt được trí tuệ và làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. Ở trong này có ba câu mình để ý. Những giáo pháp ấy tốt đẹp ở chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Cái này trong từ Phật học gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Nghĩa là mình á, thí dụ như á, hồi nãy mình đứng trước mặt người này mình nói như vậy, một lát nữa đó mình cũng nói y như vậy. Hồi sơ thiện nè, hậu thiện nè, trung thiện nè, hậu thiện. Mà đa phần là nhiều khi mình tu tập chưa giỏi, trước mặt người này mình nói khác, mà sau lưng người này mình nói khác, mà đi đến nhiều số lượng người khác mình nói khác. Cũng một câu chuyện đó, một vấn đề đó mà mình trước sau bất nhất. Hay là thậm chí mình nói một đường mình làm nẻo. Ví dụ lúc nào mình gặp Phật tử mình cũng khuyên ráng tu đi, đừng có sân si, ví dụ vậy. Mà mình sân si còn hơn ai nữa. Thí dụ vậy, đó là mình sơ và trung và hậu nó không có. Vì vậy cho nên đó, cái tâm mình nó không có thuần nhất, và chính không thuần nhất cho nên cái tuệ mình nó không sinh. Dĩ nhiên là chúng ta đâu phải là người giỏi hoàn hảo không? Nhưng ở đây là gì? Đây là một sự rèn luyện và thực tập. Ở trong này nói rất rõ, với ý nghĩa và lời văn diễn đạt đúng đắn, xác nhận đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh. Những pháp ấy đã được học hỏi nhiều, mình phải học hỏi nhiều, thuộc lòng, và muốn thuộc lòng người đọc tụng và chuyên tâm nghiên cứu. Và bây giờ thí dụ mình thuộc lòng, mình chuyên tâm nghiên cứu, nhưng cuối cùng á, nó vẫn phải khéo thể nhập với chánh kiến.
Nhiều khi mình biết rất nhiều nhưng mình không có khéo léo để mình khế hợp, để mình thể nhập, để mình đưa truyền tải cái đó, thì nó cũng không giúp được cho mình bao nhiêu. Cho nên cái người có trí là người ta khéo léo, người ta thể nhập. Chỉ phải là ví dụ như cái người mà người ta nấu ăn giỏi đó, người ta biết uyển chuyển biến chế và linh động trong mọi cái thức ăn còn dư lại mà không hề bỏ phí. Thí dụ như giờ mình xào nấm với lại cải đi, xào nấm đông cô, xào nấm rôm, giờ người ta vớt cải ta ăn hết trơn còn nấm không à. Mà giờ ăn nấm thì ngán quá, cái bắt đầu mình chuyển qua, mình sắc nhỏ ra để mình làm những cái món ăn khác, hoặc là mình đem đi kho tiêu. Tức là cũng cái đó, nhưng mà hồi trước nó là đồ xào, nhưng bây giờ nó dư ăn không thì nó ngán, mình kho mặn mặn lại với gừng, thí dụ vậy. Hay là sắc nhuyễn ra mình làm những món khác, không có phí bỏ gì hết. Mình hấp chả, nhưng mà thí dụ mình cần biến chế ra, mình làm, mình có thể nấu bún riêu, mà thay vì mình nấu riêu thì mình nấu xong mình để cái chả này lên mình ăn cũng được. Cái vấn đề ở đây á, là người ta thấy được cái tuệ của mình hay không là do ở cái chỗ mình khéo thể nhập. Cho nên có nhiều người mẹ, người cha rất là khéo léo, dạy con hay lắm. Tại vì người ta biết cách uyển chuyển khéo léo, và người ta đưa cái miễn làm sao độ được cho đứa con mình. Và trong cuộc sống này á, nếu chúng ta có được một mớ kiến thức mà chúng ta thiếu cái phần khéo thể nhập với cái chánh kiến, tại vì cái người mà thấy đúng. Cho nên á, thường thường thưa đại chúng á, cái gì người ta muốn á, mình cũng tùy thuận được, nhưng mà cái quan trọng là mình biết làm cho nó, mình làm cho nó bồi bổ thêm không, không có đánh đổ. Cái hay của mình đó là mình làm sao mình dung nhiếp được và mình làm cho cái sự việc nó rõ ràng, nó hay thêm, chứ không phải là mình gạt người ta ra, không phải là mình đánh đổ người ta. Cho nên cái đó là cái tâm của Đại Thừa, chứ không phải vấn đề tông phái. Đại Thừa ở đây là cái tâm mình nhìn sự việc, mình dung nhiếp sự việc, mình ôm ấp sự việc, mình chuyển hóa sự việc, chứ không phải cái vấn đề tông phái gọi là Tiểu Thừa, Đại Thừa gì cả. Và cái người có trí tuệ càng lớn là người đã biết dung nhiếp và khéo đưa cái chánh kiến vào để mọi việc nó minh bạch. Mà Đức Phật chúng ta đã làm như vậy, nhưng mà mình không có làm được. Mình biết được cái gì rồi, mình cho cái này là đúng, là mình bắt đầu mình đem cái đó ra, mình mạt sát, mình chê bai, mình đánh đổ, mình làm thêm rối rắm chứ có lợi ích gì đâu. Thí dụ giờ người ta nói tôi muốn về cõi Phật Di Đà. Ôi, cõi Di Đà có thiệt đâu mà muốn về. Thí dụ vậy. À, anh muốn về đó cũng được, nhưng mà cái cõi đó nó phải tương ưng với cái tâm. Bằng chứng nè, chùa có không? Có. Nhưng mà nếu cái tâm anh không thích đi chùa, anh có vô tới đây không? Như vậy thì chùa là có thật, nhưng mà nó sẽ tương ưng với tâm người thích đi chùa. Thì khi mình thích đi chùa, mình mới muốn tìm mọi cách về chùa. Và khi vô chùa rồi mình ở rất thoải mái. Nhưng mà đằng này khổ nổi, tâm mình không thích đi chùa rồi, ai có ép mình đi chùa cũng không đi. Cho nên có nhiều khi bạn bè đi với nhau, các vị gọi nói thầy ơi, con muốn tới chùa ở, mà trong nhóm bạn con có một người không thích vô chùa ở. Dạ thôi vậy cô tùy thuận đi. Tại vì sao? Mình đủ khả năng tùy thuận họ, nhưng mà họ chưa đủ khả năng tùy thuận mình. Họ vô đây họ phiền não, nhưng mình đủ chánh kiến, đủ thể nhập, mình ở với họ mình không bị lung lay. Mình không có nói ép họ vô đây để tôi có phương pháp tôi chữa. Dạ không. Người đã biết chạy bộ không có ngại gì chuyện lui lại đi bộ với người không thể chạy. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cái chỗ này là cái chỗ tu tập của mình đó. Mình đừng có bài xích cái gì hết, mình biết dung nhiếp, mình làm giàu có cho cái đó lên. Có một em á, viết cho một cái thư. Thưa thầy, con nguyện á, là ba mẹ con bệnh, nếu ba mẹ con hết bệnh á, con ăn chay trường.
Và bây giờ ba mẹ con hết bệnh được 80% rồi, nhưng mà con muốn ăn chay thì ba mẹ con không vui. Ba mẹ con nói ăn thì ăn chung, chứ tự nhiên một người ăn mặn, người ăn chay, ba mẹ con vui và ba mẹ con rầu rĩ dữ lắm. Bây giờ con phải làm sao? Chuyện dễ vậy, chuyện dễ giải quyết quá. Pháp Hòa nói cứ ăn mặn với ba mẹ. Tại sao biết không? Tại vì ba mẹ chưa có khỏe hẳn, mình tùy thuận đi. Nhưng mà trong lòng mình vẫn biết đây là một việc tùy thuận chứ đâu phải mình muốn đâu. Nhưng mà từ khi mình phát nguyện ăn chay cũng vì ai? Vì cha mẹ mà. Thì bây giờ cha mẹ chưa có khỏe hẳn và ba mẹ chưa có thích, chưa có phát tâm, chưa có hiểu, mình tùy thuận đi. Khi nào cha mẹ khỏe 100% rồi, yên chí rồi đó, chừng đó mình có giải thích, mình có nói cái gì cha mẹ cũng hiểu được cái hoàn cảnh của mình, tùy thuận cho mình. Và đồng thời á, nếu như mà mình sợ tội lỗi nữa mà thiệt sự chả tội lỗi gì cả, mình trình với Tam Bảo, dạ con muốn, con không có quỵt nhưng mà tại vì con, gia đình con chưa có hoàn cảnh, con chỉ tùy thuận. Cái này á, là mình tùy duyên mà bất biến, tùy cái duyên mà tâm mình bất biến với cái đường lối, cái phát nguyện của mình. Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Tại vì từ đầu là mình vì ai mà nguyện? Vì cha mẹ mà. Thì thôi bây giờ cha mẹ được 80% rồi, mình cứ tiếp tục, mình làm sao cho cha mẹ khỏe hẳn. Chuyện tu hành của mình đâu phải chỉ ở cái miếng chay đó đâu. Mình sẽ trở lại ăn chay theo cái nguyện của mình. Giống như ông trưởng giả, ông dụ con ông ra khỏi nhà lửa vậy đó. Đem tất cả các thứ đồ chơi ra dụ. Khi các con ra khỏi nhà lửa rồi thì ông ok hết, cho cái thứ tốt nhất luôn. Ông trưởng giả có mang tội hư dối không? Dạ thưa Thế Tôn, không. Dù ông không cho gì hết, ông cũng không có tội. Tại vì ông mới đầu ông chỉ dùng phương tiện thôi, dụ con ra khỏi nhà lửa. Bây giờ nó ra khỏi rồi, ông không cho cũng sao hết. Nhưng ông từ bi quá, chẳng những không cho xe nhỏ mà còn cho chiếc xe tốt nhất, cho chiếc xe xịn nhất chứ không phải những chiếc xe bình thường. Phật cũng như thế. Vì chúng sanh mình đang chìm đắm quá cho nên Phật nói đủ thứ kiểu, đủ thứ cách hết. Nhưng mình ra khỏi được cái chỗ khổ đau của mình rồi, ôi tất cả một chỗ rồi con ơi một thứ thôi. Nhưng mà tại con chưa có rành thì ta nói này trung, này tiểu, này đại vậy đó. Xin lỗi, giống như bây giờ cuộc sống, đây là người thường dân, đây là thương gia, đây là tiểu gia, này trung gia, thậm chí đại gia, và bên này là đại bác. Nhưng mà đại bác là thương gia, tiểu gia, nông dân, bình diễn bước hết, không cần biết. Ăn cũng nhiêu đó hả, ngủ cũng vậy thôi, tất cả các hành hoạt nó giống nhau hết. Và thậm chí chết cũng nằm yên chỗ đó và cũng xuống đất hết rồi. Chứ không phải đại gia mà chôn cõi trời, chôn lấy vàng lấp lên đâu. Nhưng mà tại cuộc sống mình cứ chia vậy thôi. Cho nên trong thể tánh, hồi nãy mình đọc cái, hồi nãy thầy chân nắng, trong thể tánh chân như không chủ thể đối tượng. Cái chỗ chân như đó đó, nó cái chỗ chân thật đó, nó không có đối tượng, không có chủ thể. Nói theo từ của bài kinh đó là gì? Sở, sở và năng, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Cái bài đó là dịch từ cái câu tiếng Hán đó, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Năng lễ là mình, sở lễ là Phật. Mình là người lễ, Phật là người mình lễ. Và giữa Phật với mình á, cái chân như, cái chân thật nó giống nhau. Chẳng qua Ngài là giác thì mình gọi là Ngài là Phật, mình còn mê thì mình là chúng sanh. Nhưng mà cái chỗ giác ngộ mà nếu mình đạt được thì mình với Phật tương đồng. Nơi đâu có Phật là nơi đó có con đảnh lễ. Như lưới đế châu nó ảnh hiện. Bây giờ mình treo cái lưới, một cái màn, một cái lồng đèn bằng kiến, có 1000 cái kiến ở đây.
Một mình đứng vô đây thì 1000 hình ảnh của mình nó chiếu lên. Ở một người đứng đây mà hình ảnh mình 1000 hình ảnh nó chiếu ở trên cái đó. Một mình thôi, nhưng mà tại vì nó có nhiều cái viên kim cương này, nó chiếu 1000 hình ảnh thôi. Chứ có khác gì, một cũng là nhiều mà nhiều cũng là một. Chứ mình không biết là mình có chia này Phật này Chúa này này, chứ còn thiệt ra ở trển ta ngồi chơi vui lắm, ở dưới này là ăn no rồi đánh lộn với nhau thôi. Chứ ở trển vui lắm, 2 ngày rất là vui. Mà có mình ở dưới này nè, đương cái tên gì đó rồi là lấy cái tên đó ra đánh lộn với nhau thôi. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cũng giống như là mình là người yêu, người kia là người được yêu, năng yêu và sở yêu. Mà hễ cái gì mà có năng có sở là có vướng mắc. Nhưng mà đi tìm cái chân thật của hai người đó giống nhau hết. Người này là bạn trai, người này là bạn gái, trai gái gì ngủ cũng phải ngủ ngày mấy tiếng, ăn cũng phải đưa vô cái bao tử, chết cũng phải nằm ngay đơn vậy. Thí dụ vậy, cho nên Phật cũng vậy mà chúng sanh cũng vậy. Chờ cái người mà mình càng có được cái thể nhập thì mình lại càng có cái chánh kiến để mình đưa mọi thứ đi vào. Đã có chánh kiến thì phải thấy được căn cơ của chúng sanh, thấy cái hoàn cảnh của con người, của xã hội, mà chúng ta làm như thế nào để xã hội và con người đó mỗi ngày nó thêm cái phần tươi mát. Chứ không phải cái vấn đề là chúng ta chia ra thế này và thế kia. Anh chia mà rốt cuộc nó trở về mới hay chứ. Anh chia mà nó rẻ luôn thì nó là chia rẻ đúng mức. Thứ sáu là vị ấy tinh cần nỗ lực nhắm vào việc từ bỏ các pháp bất thiện và đạt được các pháp thiện. Vị ấy vững vàng và dũng mãnh trong nỗ lực của mình, không lãnh trách nhiệm vụ đối với các không lãng tránh nhiệm vụ đối với các thiện pháp. Thưa đại chúng, cái bài kinh này á, khi Pháp Hòa đọc á, cái đến cái đoạn kinh này Pháp Hòa vui, thiệt là vui luôn. Mặc dù cái lời kinh đơn giản mà mình thấy nó thấm thía đúng giống như là những gì cái tâm nguyện của mình vậy. Ở trong này Phật dạy rất rõ là mình với cái tinh cần đó đó, sống với cái nỗ lực nhắm vào cái việc từ bỏ pháp bất thiện và đạt được cái thiện. Nghĩa là tất cả những gì chúng ta làm nhằm mục đích là làm sao cho con người bỏ cái ác, sống với cái thiện. Cái đó là cái dưới cái nỗ lực của mình đang làm. Và không lãng tránh nhiệm vụ đối với các pháp thiện pháp. Cho nên làm bất cứ việc gì. À, nội ngày hôm nay không nè, Pháp Hòa đi đám về từ hồi 8 giờ sáng ha, đi đám cho tới về tới nhà 12 giờ trưa. 12 giờ trưa mà Pháp Hòa tiếp khách suốt cho tới 6 giờ chiều. Cứ tốp này ra tốp kia vô mà liên tục từ 12 trưa tới chiều, chưa ăn uống gì luôn. Rồi xong rồi là Pháp Hòa chuẩn bị sinh hoạt pháp thoại. Quy y không mà hôm qua 3-4 nhóm quy y, tại ở xa tới không hẹn hò gì hết. Nhưng mà nếu mình nói không, quy y phải hẹn. Hay là mình nói phải đợi đông người tôi mới làm. Nhưng mà với cái sự tinh cần nhắm vào việc làm sao cho chúng sanh bỏ ác làm lành và không lẩn tránh cái trách nhiệm của mình, đó là làm sao đưa cái thiện pháp đến những người. Đây là nhân duyên thứ sáu để đạt được trí tuệ, làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. Cũng giống như bây giờ nè, mình nói đơn giản ở nhà mình đi, có phải mình làm bất cứ điều gì miễn sao con mình nó giỏi, nó ngoan, nó hiền, nó tốt, nó đi vào cái con đường thiện lành là mình làm không? Giống như bài kinh Vu Lan vậy, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, làm sao miễn cho con mình. Nhớ đây, một cái người mà cái người phụng sự cho chúng sanh là không lẩn tránh trách nhiệm. Trách nhiệm là gì? Làm bất cứ cái trách nhiệm gì mình có thể làm để làm sao đưa người ta trở về cái thiện mà xa cái xấu. Cho nên cuối cùng nói đủ thứ nói rồi, cuối cùng bị gom lại các đạo giáo, các đức tin coi.
Cũng ba điều thôi: đừng làm điều ác, làm điều thiện, giữ tâm trong sạch. Nhưng mà tại vì mỗi chúng sanh trình độ khác nhau, phải nói những cái căn cơ khác nhau, nhưng mà rồi bổn phận của các vị thánh mà có mặt ở cõi đời này không phải là để thuần hóa con người đó sao? Nhưng mà quốc độ nào thì các ngài có cách khác thôi. Thí dụ như Phật mình ở Ấn Độ thì ngài nói sông Hằng, đem ra ví dụ Phật đưa những cái chuyện ở bên Ấn Độ ra. Nhưng mà nếu mình mà ở Việt Nam, nếu bây giờ có một vị thánh nào xuất hiện Việt Nam thì ta sẽ nói chuyện Việt Nam. Chẳng hạn như từ đây mà đi đến miền Bắc, hay mình ở đây mà từ đây qua Toronto, Phật hồi xưa Phật nói từ thành Xá Vệ đến thành này thành kia. Rồi cái cát ở sông Hằng là nhiều nhất thì Đức Phật nói là ví dụ như số cát sông Hằng. Điều thứ bảy là vị ấy giữa chư tăng, vị ấy không tham gia vào những câu chuyện phù phiếm vô ích, tự mình nói về giáo pháp hay yêu cầu người khác nói pháp. Hoặc vị ấy không tránh né việc giữ im lặng của bậc thánh. Đây là nhân duyên thứ bảy để có thể được trí tuệ làm nền tảng cho đời sống phạm hạnh. Nếu mình ở trong một cái chúng, mình nên đừng có tham gia vào những câu chuyện phù phiếm vô ích. Cái này là cái chuyện mà chúng ta cứ nhắc nhau hoài thôi. Đi vào trong khóa tu rồi thì đừng có nói những chuyện thế gian, những chuyện không có liên hệ đến đời sống tu tập gì. Mình thời gian không có nhiều, 10 ngày tu, 4 ngày tu hay 1 tháng tu, thời gian nó ngắn ngủi và nó mau dữ lắm. Cho nên lây hoay cũng hết một ngày, mà một ngày đã hết cũng còn lây hoay là mình thôi. Đừng có tham gia vào những câu chuyện phù phiếm, chuyện ai tốt, ai xấu, ai hay, ai giỏi, ai bị giật hụi, ai mượn tiền làm gì, nó không phải chuyện của mình. Mình nói không, đó là mình không phải là mình nói mình bất chấp nha, không phải vậy. Nhưng mà có nghĩa là mình đang ở trong phạm vi nào thì mình làm cái phạm việc phạm vi đó. Thí dụ mình là người xuất gia, cái bổn phận và trách nhiệm của mình là làm sao tăng trưởng cái đạo đức, cái thiện lành trong tâm của chúng sanh. Dù họ đang có hận thù, nhưng mà việc của mình là việc tăng trưởng cái tâm niệm thiện lành nơi họ. Nếu mà cái thiện lành đó nó tăng trưởng thì họ có thể giúp cho cái hận thù đó nó chuyển hóa. Nhưng mình nói thêm cái chuyện thù hằn nữa chi cho nó không cần thiết. Vì đó không phải là cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình. Thứ tám là vị ấy sống quán chiếu sự sanh diệt của năm thủ uẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, vân vân. Cái này là cái sâu sắc, cái cuối cùng này sâu lắm. Nghĩa là cái chuyện này là cái chuyện mình tư duy, mình quán chiếu để thấy được cái sự sanh diệt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta gọi là năm uẩn. Mà chính năm cái uẩn này nè, nó kết hợp nên cái đời sống con người. Thí dụ như cái thân này là thuộc về sắc, rồi mình buồn, vui, lạnh, nóng, đó là thuộc về thọ, phải không? Rồi mình tưởng tượng đẹp, xấu gì đó, đó là tưởng. Sắc, thọ, tưởng. Rồi hành, tức là cái tâm hành của mình nó biến thiên, nó liên tục, nó sinh khởi, gọi là hành. Rồi trong cái hành nó có cái thức là gì? Cái phân biệt. Quý vị có đồng ý là năm cái này nó sanh diệt liên tục không? Thí dụ như mình đang nghe, mình nghe người ta bấm chuông, ê, cái chị nó tới, nó ra mở cửa lẹ lên. Tới họ ta ra bấm chuông, ồ không phải. Nên vậy thì nghe cái tiếng bấm chuông là tưởng liền. Và cái tưởng này nó vừa sanh, nhưng mà ra mở cửa không phải thì nó liền diệt. Kêu nói sao? Tôi tưởng người đó tới. Vậy thì cái tưởng này nó rõ ràng nó sanh diệt mà, phải không? Rồi cái tâm hành của mình đó, mới nãy mình ghét cay, ghét đắng vậy đó. Vậy mà cái người đó lại làm cho mình một cái điều gì, cái nó tự nhiên thế. Cái bắt đầu mình chữa, bào chữa là nghe. Nhìn nó cũng được. Cái tâm hành của mình nó biến dịch. Cho nên cái tâm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn này, nó là cái pháp sanh diệt. Mà khi mình thấy nó sanh diệt để làm gì?
để mình không có dính mắc nó. Và đừng cho cái tưởng nào là cũng là chắc chắn 100%, đừng cho cái cảm thọ nào cũng là 100% hết. Hồi nãy mình tê chân là thọ khổ phải không? Thả cái chân ra hết đau cái thọ lạc liền. Rồi giờ ai đỡ mình lên ghế ngồi rồi lạc dữ nữa. Vậy thì cái cảm thọ này nó không thật. Nhưng mà cái này không phải do lý thuyết, mà do mình có hàng ngày mình cố quán. Và cái nhất là cái tâm hành của mình. Cho nên á, người mà có chánh niệm á, là bốn cái lãnh vực thân thọ tâm pháp của họ nó sinh khởi mỗi ngày như thế nào biết rất rõ, biết rất rõ. Và họ đưa chánh niệm họ đến từng cái vùng như vậy để làm gì? Để mà họ cân bằng nó lại, để cho đời sống nó yên ổn. Pháp Hòa ví dụ như là hôm nào mình thấy trong người mình nó không khỏe thì mình đi uống thuốc để làm cho cái khó chịu đó nó giảm xuống, nó là nó quân bình cái cơ thể. Thì ở đây á, Đức Phật dạy á, do tám nhân duyên này các bạn đồng tu kính trọng vị ấy như là người đã biết và thấy đúng sự thật, và những phẩm hạnh ấy đưa đến sự ái mộ, kính trọng, hòa hợp và đoàn kết. Nếu một vị nào mà có được cái thực tập này á, và trong tám pháp này á, mình không làm được một, được hai, thì thế nào cũng sẽ làm được những điều trong này, trong tám pháp. Thì vị này á, được mọi người kính trọng là người có biết như thật và thấy như thật. Và chỉ người nào á, biết đúng như thật, thấy như thật thì họ mới nói như thật và sống như thật. Còn mình á, không thấy, không biết là mình hay lên án lắm. Hay rao những điều mình không thấy biết rõ ràng, nguy hiểm. Gần đây là người ta hay lấy tên Pháp Hòa quảng cáo thuốc lắm à, người ta bán thuốc đau nhức nè, bán thuốc cao máu nè, bán thuốc tiểu đường nè. Và họ lấy tên Pháp Hòa ra, họ nói Pháp Hòa người bệnh tiểu đường. Giống như mình đang viết cái bài tự thuật vậy nha à, Pháp Hòa bệnh tiểu đường 10 năm, đi bao nhiêu thầy thuốc không có hết à, bây giờ may quá được cái uống cái thuốc này hết à, tôi không phải quảng cáo thuốc nghe, nhưng mà tại vì tôi uống thuốc hết, tôi muốn giới thiệu cho mọi người à, cái đưa cái số phone cái chỗ đó, cái rần rần đi mua thuốc uống hết cái chửi em. Rồi mới đây nhất nè, mới đây nhất là quảng cáo thuốc đau nhất à, Pháp Hòa bị đau lưng đau chân gì đó không biết, uống bao nhiêu thuốc không hết, bây giờ nhờ uống thuốc này được hết, ai muốn uống hết thì đi tìm cái thuốc này. Rồi người ta chụp hình ai phỏng ai bệnh ở đâu, nói Pháp Hòa đi làm từ thiện, rồi kêu gọi gửi tiền làm từ thiện. Mình mới thấy hình thôi mà, mới thấy mà ở đây mình có điện thoại mà, mình gọi lên mình confirm đi để cho nó xác định sự thật. Rồi mình có gửi cũng đâu có muộn, phải không? Thành tử ra mình phải thấy như thật và biết như thật thì việc làm mình nó mới như thật được. Thôi hôm nay trong cái bài, trong cái giờ sinh hoạt với đại chúng, Pháp Hòa trích cái bài kinh này trong kinh Tăng Chi Bộ. Và Pháp Hòa đọc cái bài kinh này mình thấy vui lắm, rất là thích. Mặc dù cái lời rất là đơn giản như vậy nhưng mà rất là thật, rất là thật cho cái cuộc sống hàng ngày tu tập của mình. Và không phải chỉ riêng vấn đề tu tập mà tất cả chúng ta ứng dụng được trong cuộc sống của mình. Để mà mình làm sao mình, người mà có trí tuệ, không phải đời sống tu nó an ổn mà ngay cả sống đời của mình nó cũng được an ổn. Mình thấy biết những gì mình đang làm và cần làm, nên làm để mình làm cho bản thân, cho gia đình. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng có nhiều sức khỏe bình an. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành
Phật